Nam Mô Thập Phương Tường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con tên là Ngô Thị Ngọc Sương, pháp danh Ngọc Quý, xin phát tâm thọ trì bài kệ số 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Xuất Quay Thần, ký số hằng xa khó tỏ trần, hãy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, cho người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng tín ngưỡng, thánh ký Bồ Tát rút đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn. Trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường, cung kính phát lòng thành. Dịch chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong muốn sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nói là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chét nước trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thạch tà dân cùng giới luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Kim Bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đậm trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có hoại tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, còn muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác hãy tiêu ngay. Những đến Kim Bao đều ăn cả, quỷ thần phù hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy dập đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng ai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp Phật chẳng rồi. Rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Và con nguyện đem công đức này thuộc bài kệ này mà hồi hướng hết thảy cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh mau tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với ngài có duyên với Tam Bảo, ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài để các ngài độ thoát trong tương lai. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Sammo di soha.